Xin chào các bạn khán giả thân mến. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 172 của Cực Phẩm Gia Đình. Khả Hãn vừa mở miệng, Đồ Tác Tá lập tức đứng lên. Những người đột quyết xung quanh cũng nhanh chóng đứng dậy, cung kính đứng một bên. Đồ Tác Tá đưa một tay lên ngực nói: Khả Hãn, hôm nay Điêu Dương Đại Hội sẽ thi 4 tràng, lấy ra 4 bộ lạc anh dũng thắng cuộc, đều là những dân chúng trung thành của ngài. Linh đầu, mau báo hỉ cho Khả Hãn. Những dũng sĩ thủ thắng của các trận đấu phất tay hưng phấn hướng về phía Khả Hãn tung hô, bọn người Hồ cũng bất đắc dĩ vẫy tay lìa lịa. Hay lắm, thanh âm non nớt chuyển đến. Tất cả thưởng 50 con dê. Tạ Khả Hãn. Đồ Tác Tá cùng kính đáp. Xin Khả Hãn đăng đàn. Tấm vải màu vàng khẽ phất động, có mấy bóng người đi lên trên, mông lung nhìn không rõ lắm. Hữu Vương mỉm cười, nhìn chăm chú vẻ trìu mến, tâm tình khác hẳn lúc vừa rồi. Một mạch toàn là tiểu Khả Hãn nói chuyện, không hề nghe thấy tiếng của Ngọc Già. Không biết nàng đang ở nơi nào, càng không biết nàng có quan hệ gì với tiểu Khả Hãn này. Mẫu tử, nói đùa, nếu Ngọc Già là mẹ của tiểu Khả Hãn, ta đây đã là cha hắn rồi. Vũ em, người đột quyết chắc không dùng cái thứ này. Đoán tới đoán lui, cuối cùng cũng chẳng ra được cái gì. Hắn quyết định không màng nữa, cứ bình tĩnh xem kỳ biến. Đột quyết Khả Hãn đã đăng đàn. Vì an toàn, bốn phía đều dùng những miếng vải vàng che lại, không thấy rõ những nhân vật bên trong. Tiếng cười hì hì truyền đến. Mới vừa rồi những thiếu nữ đột quyết vây lấy Ngọc Già, bây giờ đã vòng ra phía sau màn. Thần thái ai ai cũng bay bổng, trên mặt vài người còn được trang điểm thêm một chút, trông rất mỹ lệ. Đồ Tác Tá trừng mắt, từng bước đánh giá xem xét một lúc lâu, nhưng vẫn không có hình bóng mà mình muốn tìm. Hắn có vài phần thất vọng, lại liếc về phía trước màn kia vài lần lớn tiếng hỏi. Đồ Tác Tá xin lớn mật hỏi Khả Hãn, hôm nay còn nữ tử nào khác muốn tham gia tuyển thân nữa hay không? Tiếng nói vừa cất lên, toàn trường đều tĩnh lặng. Những người Hồ đều nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm vô cùng. Sau tấm màn vẫn yên lặng, thật lâu sau mà không có ai trả lời. Đồ Tác Tá xin lớn mật hỏi Khả Hãn, hôm nay có nữ tử nào khác muốn tham gia tuyển thân không? Đột quyết Hữu Vương bước thêm hai bước, ngẩng đầu ưỡn ngực một lần nữa, lớn tiếng hỏi. Hóa ra người đột quyết đều không phải là những cục sắt, cũng khó trách Triệu Khang Ninh mượn cơ hội xúc xiểm. Lâm Văn Vinh cười lạnh không nói gì. Tên Đồ Tác Tá này rõ ràng là đang ép người ta, mặc dù không biết Ngọc Già và tiểu Khả Hãn này rốt cuộc có quan hệ gì, cũng không biết tại sao Ngọc Già không ra tuyển thân. Nhưng nếu Ngọc Già buộc phải chọn giữa hắn và Đồ Tác Tá, ngu mấy cũng biết là nên tuyển người nào. Người đột quyết bốn phía há to miệng, mắt trợn tròn nhìn vào tấm màn màu vàng, hiển nhiên cũng đang đợi một kết quả. Đồ Tác Tá hỏi hai câu xong không thấy có người đáp lời, đang muốn bước thêm một bước, bỗng nghe soạt một tiếng, tấm màn màu vàng hé ra một nửa, tiếng trẻ con trong trẻo truyền đến. Hữu Vương, người hỏi bổn hãn à? Cuối cùng cũng thấy khuôn mặt chân thật của đột quyết tiểu Khả Hãn rồi. Đây là một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi, mắt to, hai mắt lấp lánh có thần, thân mặc một bộ hồ bào màu vàng kim, bên hông lộ ra một thanh loan đao. Hắn nhìn thẳng vào Hữu Vương mà hỏi. Tiểu tử này rất cứng đầu cứng cổ, xem ra hơi có chút phong phạm của ta năm đó. Lão Cào tự nhủ. Người đột quyết lập tức quỳ xuống hành lễ với Khả Hãn. Đồ Tác Tá không hề biến sắc, hắn lắc đầu lớn tiếng nói. Tiểu Khả Hãn, Đồ Tác Tá lớn mật xin hỏi, hôm nay có nữ tử khác tham gia tuyển thân không? Tên Đồ Tác Tá này quả là lớn gan, dám đứng trước nhiều người đang quỳ như vậy mà gọi tiểu tử kia là tiểu Khả Hãn. Việc này không phải là khi dễ người ta còn nhỏ thì là cái gì? Đúng là gian thần điển hình. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng. Lại nhìn tiểu Khả Hãn, tuy khuôn mặt trấn định, nói chuyện cũng rất chặt chẽ, nhưng cuối cùng vì tuổi quá nhỏ, dưới sự bức bách của Đồ Tác Tá, bất giác lùi lại, trong mắt lộ ra vài phần khiếp đảm. Một bàn tay nhỏ bé từ phía sau đưa ra, giữ chặt lấy tiểu Khả Hãn, bàn tay trắng muốt, khẽ lộ ra một góc áo màu hoàng kim, xiêm y rực rỡ, xem ra còn huy hoàng hơn cả tiểu Khả Hãn vài phần. Đồ Tác Tá, người nói chuyện với ai thế? Một giọng nữ ngọt trong trẻo, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm vọng ra. Thanh âm đó rõ ràng không lớn, nhưng lại có thể lọt vào tai của mọi người trên thảo nguyên. Là Ngọc Già. Lão Cào cả kinh, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, rồi vội vàng bịt mồm, trộm nhìn Lâm huynh đệ. Ánh mắt của Lâm Văn Vinh vẫn lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh, giống như hắn không nghe gì cả. Trong đám người bộc phát tiếng hoan hô động trời, tuy không phát hiện ra mặt Ngọc Già, nhưng có vô số người đã quỳ xuống sùng bái, so với việc cúng bái tiểu Khả Hãn vừa rồi còn nhiệt liệt hơn rất nhiều. Đồ Tác Tá vội vội vàng quỳ xuống hành lễ, so với vừa rồi còn cung kính gấp trăm lần. Hắn vẫn bình tĩnh, nhưng không còn ngạo mạn như vừa rồi nữa, lại pha chút kinh hỉ vô cùng. Chẳng lẽ địa vị Ngọc Già còn cao hơn cả Tiểu Khả hắn? Lâm Văn Vinh kinh ngạc đến không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung. Giật mình nhớ tới lúc hai người làm bạn, khuôn mặt khi thì thâm trầm, khi thì vui vẻ, trong lòng hắn luôn luôn mơ hồ, có cảm giác khó có thể tin. Nhớ tới một châm của An Bích Như, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán. Xem ra An Tỷ Tỷ quả thật tàn nhẫn vô cùng. Mau nhìn, Ngọc Già sắp ra rồi. Cao Tú chỉ về phía trước, giật mình thốt lên. Tấm màn chậm rãi vén ra, cả đài cao hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người. Giữa có một tấm màn thảm màu đỏ thật lớn, trên thảm có một vương tọa đột quyết cao lớn. Trên vương tọa được phủ một tấm da hổ màu vàng kim, rộng vô cùng, màu sắc vàng chóe huy hoàng. Kỳ quái nhất là vương tọa chia làm hai tầng, tầng trên cao hơn tầng dưới một bậc. Tiểu Khả Hãn ngồi ở phía dưới, vương tọa phía trên là một nữ tử mỹ lệ. Nàng lúc này phủ một lớp cái khăn che mặt, da thịt trong ngần như hoa sen tuyết sơn, miếng vải che mặt hơi hé lộ, làm cho mặt nàng có một vẻ dịu dàng vô cùng. Từ chính diện nhìn lại, nàng có mái tóc bồng bềnh như mây, trên đầu đội một chiếc mũ kim sắc rất cao, hai chiếc giấy ở hai bên nhẹ nhẹ bay bay, cao quý thành nhã, nghi thái vạn phương. Chiếc mũ yêu kiều nhô cao, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, nửa như cười, nửa không, giống như tính cách kiên cường bất khuất của nàng. Hai mắt trong như thu thủy, đen tuyền lại pha chút màu xanh lam mờ ảo, thấp thoáng ánh lên vẻ băng giá. Trên mặt nàng bôi một lớp kim phấn nhàn nhạt, vừa hoang dã vừa kỳ lạ. Dưới ánh mặt trời ánh lên rực rỡ, hai hàng lông mày thanh tú lẫn khóe mắt kẻ xếch lên, giống như là loan đao rút ra khỏi vỏ, mang vẻ tôn nghiêm lạnh lùng khó ai dám chống lại. Bộ váy người hồ kim sắc phủ dài cả hai bên vương tọa, bay bay như mây, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Hồ Bất Quy thì thào than thở. Ấy là Ngọc Già, đúng là Ngọc Già, nàng ngồi cao hơn Tiểu Khả Hãn. Ngọc Già mặt mỉm cười, tay phải nắm kim đao, tay trái nắm tay Tiểu Khả Hãn. Hai người chậm rãi đứng lên. Ồ! Người đột quyết xung quanh như phát điên lên, rồi tiến lên. Ai nấy đều quỳ sụp xuống lớp cỏ thảo nguyên dưới chân hai người sùng bái hành lễ. Đám người bốn phía điên cuồng kêu gào, cả thảo nguyên như một nồi nước sôi sùng sục. Điên rồi, đều điên rồi. Lão Cao lắc đầu khó hiểu. Thần sắc Hồ Bất Quy trở nên si ngốc, mắt mở còn lớn hơn quả trứng gà, miệng há hốc khọt khẹt định nói gì đó. Bốn phía là những tiếng gọi ầm ĩ, ồn đến nỗi gần như điếc cả tai. Lâm Văn Vinh không hiểu lấy một câu nào từ những tiếng hô của người Hồ, nên dùng sức vỗ vỗ lên người lão Hồ một chút, lớn tiếng hỏi. Hồ đại ca, họ gọi Ngọc Già là cái gì? Sắc mặt Hồ Bất Quy trắng bệch, lắc đầu quậy quậy, lẩm bẩm. Kinh dị, khó tin. Họ gọi nàng là Đại Khả Hãn. Đại Khả Hãn? Hắn vừa nói thế, không chỉ Cao Tú há hốc kinh ngạc, mà đến cả Lâm Văn Vinh cũng chết lặng người. Ngọc Già lại là Đại Khả Hãn của người đột quyết, việc này không phải nói đùa đó chứ. Về thân phận của Ngọc Già, hắn từng nghĩ ra rất nhiều khả năng. Công chúa, vương phi, thậm chí là nữ vu sư thần bí nhất thảo nguyên, có thể tất cả đều đã nghĩ tới. Chỉ mỗi không nghĩ nàng có liên quan đến Khả Hãn. Trên Ả Lạp Thiện thảo nguyên sùng bái vũ lực, nam quyền trí thượng, Nguyệt Nha Nhi mỹ lệ lại trở thành Đại Khả Hãn của người đột quyết. Việc này quả thực đúng là thượng đế chơi hắn một vố thật đau. Lão Hồ, người không nghe lầm đó chứ? Cao Tú vẫn không tin, giữ chặt tay Hồ Bất Quy hỏi lại. Hồ Bất Quy lắc đầu cười khổ, hướng phía trước chỉ. Hey, ta có thể nghe lầm, ngươi nhìn xem, những người Hồ này cúng bái nàng thì biết. Nếu không phải là Đại Khả Hãn, ai có thể có vinh dự được như vậy chứ? Cả một đám người đột quyết dày đặc, tất cả đều cung kính quỳ mọp xuống đất, miệng lẩm bẩm, dập đầu về phía Ngọc Già. Tối nay, ngươi có lẽ đã làm một việc thiện vô tình, tương lai sau này sẽ được báo đáp. Ngọc Già lấy danh nghĩa của thần thánh trên thảo nguyên, đột quyết chúng ta sau khi công hãm thành trì của Đại Hoa các ngươi sẽ khu trục, chứ không còn đổ sát những phụ nữ trẻ em Đại Hoa nữa. Đây là báo đáp lại cho ngươi. Sau khi công hãm bộ lạc Đạt Lan Chát, Ngọc Già đã ngạo nghễ nói những lời đó, bây giờ lại vang lên bên tai hắn. Kim đào tình mỹ, hình sói thần bí, Lộc Đông Tán tự mình nói một loạt các ám ngữ. Những chuyện cũ cứ thế diễn ra, như một cuộn phim nhất nhất hiện lên trước mắt. Tất cả những việc này sâu chuỗi lại với nhau, thân phận Ngọc Già sớm đã bộc lộ ra rồi, chỉ là hắn trước giờ không hề nghĩ tới phương diện này. Suy nghĩ cố định hại chết người, Lâm Văn Vinh không nói gì, chỉ biết than thở. Lão Cao lắc đầu cố chấp. Ta không tin, trên thảo nguyên toàn là dũng sĩ như vậy, Đồ Tác Tá, Bà Đức Lỗ, Lộc Đông Tán, có ai mà không phải là những ngọn đèn sáng, làm sao để Ngọc Già làm đại khả hãn chứ? Điểm này lão Hồ không có cách nào giải thích được. Lâm Văn Vinh trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cười nói. Hey, Cao đại ca, ánh mắt đừng có chỉ dừng lại trên người Ngọc Già. Huynh đừng quên, bên người nàng còn có Tiểu Khả Hãn. Cao Tú bĩu môi. Tiểu Khả Hãn thì làm sao? Hắn còn phải nghe lời đại Khả Hãn nữa kìa. Quy củ người Hồ quả thật là hỗn loạn. Lâm Văn Vinh cười lắc đầu. Thật ra quan điểm của ta và huynh khác nhau nhiều. Họ sắp đặt hai Khả Hãn chính là vì để phòng ngừa hỗn loạn đó. Phòng ngừa hỗn loạn? Hồ Bất Quy và Cao Tú đều mù mờ. Lâm Văn Vinh khẽ gật đầu nói. Nếu ta đoán không sai, vị Tiểu Khả Hãn này hẳn là con trai của Bì Già Khả Hãn vừa mới qua đời. Cha truyền con nối, vương vị truyền lại, vốn là chuyện hiển nhiên, không ai có thể nói khác đi. Nhưng nhìn Tiểu Khả Hãn còn nhỏ nên chắc chắn có chuyện. Một đứa nhỏ 5-6 tuổi mà chấp trường một Hãn quốc cường thịnh, còn muốn khai chiến với Đại Hoa. Việc này quả thực đúng là trò đùa của ông trời mà. Quả thật có chuyện, Hồ Bất Quy không kìm nén được gật đầu. Lão thần Âu Đế, lịch sử cũng đã từng có rồi. Quan trọng nhất là đương nhiên là phải tuyển được một đại thần để ủy thác phụ chính trước khi lâm chung. Bì Già Khả Hãn thân là một đại đế vũ lực cường thịnh một đời, trước khi chuyển ngôi không thể không nghĩ về điểm này. Vì đại thần ủy thác khi lâm chung, kỳ thật chúng ta nhắm mắt lại cũng có thể tính được. Lâm Văn Vinh bấm ngón tay đếm từng người. Bà Đức Lỗ, Đồ Tác Tá, Lộc Đông Tán, một Tả một Hữu quốc sư, những người này có quyền thế cường đại nhất đột quyết, không phải là họ, không ai làm phụ chính được cả. Ba người này chiếm cứ hơn nửa giang sơn đột quyết, Bì Già Khả Hãn không thể lơ là không để ý tới. Cao Tú ở trong cung nhiều năm, đối với việc này đương nhiên là hiểu rõ nhất, vội vàng gật đầu nói. Lâm huynh đệ nói không sai, ba người này nhất định đều có vị trí bằng nhau, không thể ngồi lên ghế phụ chính đại thần, không ai hơn ai, như thế mới có thể tạo cân bằng cho các thế lực khắp nơi. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, Lâm Văn Vinh xoa tay cười nói. Tả Vương rất cường đại, Hữu Vương rất cường đại, quốc sư rất cường đại. Bây giờ Tiểu Khả Hãn còn nhỏ, gần như là một đứa bé vô tri, không hề có thực quyền. Thần là Bì Già Khả Hãn một đời kiêu ngạo, sao lại để như tử mình ra vào tay một đám người như lang sói vậy được? Lão Cao vui vẻ nói. Ta hiểu rồi, do đó có Ngọc Già đại Khả Hãn. Không sai, Lâm Văn Vinh trầm giọng. Đại Khả Hãn hẳn là vị trí để đảm bảo cân bằng thế lực mọi nơi. Người này không chỉ phải có danh vọng địa vị rất cao ở đột quyết, mà còn phải có trí tuệ lớn lao và dũng khí hơn người. Hơn nữa, vì để đảm bảo chắc chắn, Bì Già Khả Hãn nhất định chọn người thân cận nhất với Tiểu Khả Hãn, rồi trao cho nàng quyền lực lớn nhất. Như vậy nàng sẽ có năng lực hộ vệ Tiểu Khả Hãn. Còn sau khi Tiểu Khả Hãn trưởng thành, nàng cũng sẽ trao quyền lại cho chủ nhân của nó. Do đó, Bì Già Khả Hãn chọn lựa Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi không chỉ thông minh trí tuệ, mà vì nàng là một nữ tử, do đó đối với tất cả mọi người sẽ không tạo ra sự uy hiếp, làm tất cả mọi người yên tâm. Kể từ đó, tại đây sẽ hình thành được một sự cân bằng vi diệu. Việc không có khả năng nhất, hết lần này tới lần khác lại trở thành lựa chọn tốt nhất. Hay quá, thật sự quá hay. Hồ Bất Quy vỗ tay hưng phấn. Nói như vậy, Ngọc Già và Bì Già Khả Hãn cộng với Tiểu Khả Hãn, tất nhiên giữa họ có mối liên lạc rất thân mật. Kim Đáo, Kim Lang, Đại Khả Hãn. Lâm Văn Vinh nhìn lão Hồ liếc mắt, khẽ gật đầu, âm thầm thở dài. Kỳ thật, vô luận về trí tuệ, dung mạo hay là dũng khí, Nguyệt Nha Nhi quả là một người xuất sắc nhất đột quyết. Nếu để nàng làm đột quyết Khả Hãn, vốn cũng không có gì. Cả đáng tiếc duy nhất là nàng sinh ra đã là nữ nhân. Ta đoán trước khi Bì Già Khả Hãn lâm chung, có lẽ tiếc nuối nhất chính là chuyện này. Trong miệng tuy nói tiếc, nhưng trong lòng lại thầm kêu may mắn khó hiểu. Nếu Nguyệt Nha Nhi thật là một nam tử, chiến tranh giữa Đại Hoa và đột quyết tương lai sẽ trở nên càng thêm tàn khốc và kịch liệt. Chỉ tiếc ông trời vĩnh viễn không có chữ nếu. Làm nhiếp chính vương cũng được, lão Cao cười nói. Với thủ đoạn của Nguyệt Nha Nhi, cho nàng thời gian hơn 10 năm, mặc kệ Tả Vương, Hữu Vương hay là đột quyết quốc sư, ai có thể là đối thủ của nàng. Đến lúc đó Tiểu Khả Hãn nhường ngôi cho nhiếp chính vương phụ chính, nàng tự mình là một nữ Khả Hãn kiêu hùng, còn có ai làm được gì chứ? Nói về thủ đoạn của Ngọc Già, Lâm Văn Vinh cũng không nghi ngờ nàng có thể làm được. Chỉ là nàng thật có muốn làm như vậy không? Nhìn về phía xa xa, nắng xuân rực rỡ, gương mặt kim sắc của Đại Khả Hãn kiêu hãnh cao quý ánh lên huy hoàng. Nghĩ tới nàng không khi nào không dở thủ đoạn, Lâm Văn Vinh đứng nhìn mê hoặc. Không xong, Hồ Bất Quy đột nhiên kinh hô một tiếng, mặt đầy ảo não nói, nếu bắt đại khả hãn, chúng ta vừa rồi lại thả nàng ra, việc này sao lại như vậy chứ? Cao Tú trừng mắt nhìn hắn, lão Hồ lúc này mới ý thức được lỡ lời, trộm liếc nhìn Lâm tướng quân, ú ớ hai tiếng rồi không dám nói gì. Nhớ tới một châm của An tỷ tỷ, sinh mạng của đại khả hãn đột quyết cũng chỉ còn thêm được mấy tháng mà thôi. Bắt hay thả thì có gì khác nhau? Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu không nói gì. Cao Tú đảo con người cười hắc hắc. Hỡi, kỳ thật ta cũng có một phương pháp hóa can quả trở thành châu ngọc, đảm bảo đại hoa chúng ta không cần đổ máu mà cũng thu thập được người đột quyết. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Hồ Bất Quy vội hỏi. Phương pháp gì? Cao huynh đệ nói mau. Cao Tú đã ký nói. Nguyệt Nha Nhi không phải là đột quyết đại khả hãn kiềm nhiếp chính vương sao? Nếu như vậy thì tình cảm của nàng với Lâm huynh đệ thì mọi người cũng thấy được đó. Chỉ cần Lâm huynh đệ chịu thi triển một kế nhỏ, nắm được trái tim của nàng, với sự thông minh tài trí của Nguyệt Nha Nhi, việc thu thập Tả Hữu Vương quả như lấy đồ trong túi. Còn tiểu khả hãn thì không đáng nhắc tới. Đến lúc đó kết hợp sự gian trá của Lâm huynh đệ và Nguyệt Nha Nhi, ồ, không, là mưu kế, để cho Nguyệt Nha Nhi làm đột quyết khả hãn độc nhất vô nhị, nhất thống thảo nguyên. Việc đó quả thực là cua tay là được, cực kỳ dễ dàng. Việc kế tiếp... do Lâm huynh đệ cùng khả hãn mỹ lệ sản xuất ra vài tiểu tử mập mạp, thuần túy giống nổi đại hoa. Mẹ ơi, cái gì người đột quyết hay là người Hồ, toàn bộ đều là do đại hoa thống trị, chúng ta không phải là sẽ nhất thống thảo nguyên sao? Lão Cao này dâm hóa quá rồi, mà việc này không thể nói đùa như vậy. Việc này xem ra có tính khả thi cực cao, chỉ cần Lâm tướng quân gật đầu, xác suất thành công ít có 6-7 thành. Hồ Bất Quy mở to hai mắt, nhìn, nước miếng chảy ròng ròng, quả là muốn ôm chầm lấy lão Cao. Nhi tử ta làm khả hãn đột quyết. Những lời Cao Tú dọa cho Lâm Văn Vinh nhảy dựng lên. Lời này tuy dâm, nhưng lý luận lại không dâm, chỉ là hơi hạ lưu một chút. Tỉnh lại đi. Hắn vung cước đá vào mông lão Cao. Các vị đã quên rồi à? Ngọc Già bây giờ là kẻ thù của chúng ta. Hơn nữa nhiếp chính vương tưởng dễ làm vậy sao? Các vị nhìn xem, việc bức cung đó có làm được không? Đồ Tác Tá, người nói chuyện với ai thế? Ngọc Già không nhẹ không nặng, chẳng giận cũng chẳng hiền hòa, vang lên bên tai mọi người trên thảo nguyên. Gương mặt của nàng đột nhiên lạnh đi, trang nghiêm vô cùng. Người đột quyết quỳ cả xuống, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Nguyệt Nha Nhi là đóa mộc miên cao quý nhất thảo nguyên. Nàng mỹ lệ, trang nghiêm, có dũng khí và trí tuệ, được xưng coi là đấng trí thượng của người đột quyết, được vô số người ngưỡng mộ. Cộng với xuất thân cao quý, kim đao trong tay biểu tượng cho vương quyền trí cao vô thượng, Đồ Tác Tá kiêu ngạo cũng không dám vọng động. Hắn vội vàng cúi đầu thật thấp. Xin đại khả hãn bớt giận, Đồ Tác Tá vô ý, chỉ là vì sự hưng thịnh của Hán Quốc không thể không hỏi. Lời tuy vẫn như thế, nhưng phong thái lại bất giác yếu đi rất nhiều. Hắn nhiều hơn Ngọc Già hơn 10 tuổi, xem như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cũng lại là Hữu Vương có công rất lớn. Nhưng muốn từ đột quyết Hữu Vương biến thành Hãn Vương như Ngọc Già, tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng lại khó như lên trời. Hữu Vương khổ cực rồi. Nguyệt Nha Nhi khẽ gật đầu, một tay nàng giơ kim đao lên, một tay dắt tiểu khả hãn từ từ ngồi xuống, nhìn về phía thảo nguyên, hướng về phía tất cả người đột quyết phất tay. Tiếng hoàng hồ chấn động tận trời, người đột quyết điên cuồng quay về phía trước. Lúc này, Ngọc Già không phải là một người phụ nữ bình thường, nàng là đột quyết đại khả hãn chấp trưởng kim đao, là biểu tượng thần thánh trên thảo nguyên. Nguyệt Nha Nhi và tiểu khả hãn đi tới, thỉnh thoảng dừng lại một chút, nói chuyện với dân chúng bên người, thân thiết vuốt ve trên mã của họ, mỉm cười thân thiện. Vô số người gào tên khả hãn, không khí trên thảo nguyên nhiệt liệt sôi trào. Thật sự là một nữ tử thông minh. Lâm Văn Vinh thở dài thật sâu. Người có thể chửi nàng thủ đoạn, nhưng chỉ đi xuống đài cao này ngắn ngủi vài bước, lại thu được lực lượng ủng hộ của người đột quyết, quả thật khó có thể hình dung được. Là một nữ đại hãn khả hãn đột quyết, nàng rất hiểu được nhược điểm của mình, nhưng nàng rõ ràng cũng biết rõ ưu điểm của mình, nên đồng thời đưa ưu điểm này phát huy tới mức vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ đáng tiếc, sinh mạng nàng lại chỉ còn ngắn ngủi 100 ngày nữa thôi. Lâm Văn Vinh lặng lẽ lắc đầu, trong lòng có một cảm giác nói không nên lời. Mau nhìn, Ngọc Già hướng ra bên này về phía chúng ta. Cao Tú nhỏ giọng hô, vội vàng cúi đầu. Bên kia, Nguyệt Nha Nhi cùng tiểu khả hãn dưới sự bảo vệ của kỵ binh đột quyết từ từ mà đi, mỉm cười vẫy tay, hướng về phía người Hồ góc bên này đi tới. Đồ Tác Tá đi theo phía sau hai người, ánh mắt đánh giá xung quanh rất cẩn thận, hiển nhiên là đề phòng địch nhân tập kích khả hãn. Đến rồi! Lã Hồ khẽ quát một tiếng với mọi người ra hiệu họ im lặng. 10 người này chỉ có vài người tinh thông tiếng đột quyết. Ai mà bị Ngọc Già hoặc Tiểu Khả Hãn hỏi, phải nói là hắn bị câm, Lão Hồ sẽ trả lời thay. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng. Nguyệt Nha Nhi lúc này không phải là thiếu nữ đột quyết mỹ lệ thanh thuần, bây giờ nàng trang điểm rất cao quý. Tuy là vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt có vẻ nghiêm lạnh và trí tuệ vô song. Tiếng hoàn hồ ầm ĩ xung quanh, Lâm Văn Vinh cúi đầu, kéo mũ trùm hết cỡ, che đi gương mặt của mình, thân thể lui về phía sau vài bước. Lúc này tinh thần ai nấy đều rất khẩn trương. Loại khẩn trương này khác hẳn cảm giác của hắn trước đây. Có thể nghe thấy tiếng cười của Ngọc Già, có thể nghe được tiếng bước của nàng đến gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Mùi hương quen thuộc thổi qua, mùi nước hoa của Tiêu gia độc nhất vô nhị. Rồi tiếng trẻ con vang lên bên tai. Giọng Tiểu Khả Hãn non nớt chỉ vào cây cờ Hồ Bất Quy cầm nơi tay, nháy mắt nói: "Tỷ tỷ, cờ này là cờ gì thế?" Lần này không cần Hồ Bất Quy phiên dịch, chỉ cần nhìn vào động tác của Tiểu Khả Hãn là hắn hỏi cái gì rồi. Thành Âm nhẹ nhàng cười nói: "Cái này gọi là thổ tê, một loại mãnh thú sinh trưởng ở vùng phía nam Đại Mạc, rất gần với bộ lạc Nguyệt Thị. Các người là tộc nhân Nguyệt Thị à?" Một câu sau là hỏi Lão Hồ. Hồ Bất Quy vội vàng nắm tay đưa ngược lên trước ngực. "Nguyệt Thị tộc nhân xin kính lại Khả Hãn, Tiểu Khả Hãn, nguyện cùng thần của Thả Nguyên cùng nhau chúng ta tồn tại." Đã tới gần mới nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nha Nhi. Hồ bào màu kim sắc dài thườn thượt ôm chặt lấy thân hình lả lướt của nàng, ánh mắt bình tĩnh trong suốt, đôi môi đỏ tươi kiều diễm như anh đào đọng xương, thần sắc nàng có chút tiểu tụy nhưng lại lộ vẻ tươi cười hòa ái. "Nguyệt Thị bộ là các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người? Ngựa dê còn đủ dùng không? Nghe nói là các ngươi vừa thắng một trận Điêu Dương, không đơn giản nhỉ?" Ngọc Già khẽ gật đầu thân thiết hỏi. Lão Hồ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mà Lâm tướng quân đã dự đoán trước, bảo hắn sớm chuẩn bị, bằng không chắc chắn là chết. Hắn kiêu hãnh cùng kính nói: "Nhờ thần Thảo Nguyên phù hộ, Nguyệt Thị hiện còn có 980 tộc nhân, hơn 1.000 con ngựa dê." Tiểu Khả Hãn nghe xong cũng kỳ quái nói: "Tỷ tỷ, Nguyệt Thị tộc nhân sao lại ít như thế?" Ngọc Già khẽ ử một tiếng. "Nguyệt Thị trước đây là một bộ tộc trong số 9 họ Thiết Lạc, sau đó vì chiến loạn nhân số giảm sút. Tát Nhĩ Mộc, đột quyết tộc nhân chúng ta là do rất nhiều bộ tộc tạo thành nên từ 9 họ Thiết Lạc. Mắt và màu da của họ mặc dù khác với chúng ta, nhưng họ đều là dân chúng của chúng ta, đệ phải bảo vệ cho họ thật tốt để bọn họ được giàu có an khang." Tiểu Khả Hãn Tát Nhĩ Mộc khẽ gật đầu, lại hỏi: "Vậy Đại Hoa thì sao? Họ có rất nhiều người, chúng ta đang chiến đấu với họ, tương lai phá được Hạ Lan Sơn, ta đối xử với họ như thế nào đây?" Nguyệt Nha Nhi mỉm cười nói: "Trong khi chiến đấu, nhất định phải ác độc, không thể từ tâm đương tay, làm cho địch nhân phải e sợ. Nhưng một khi họ đã thành dân chúng của đệ, đệ phải đối xử với họ thật tốt, cho họ quy chế như với tộc nhân của chúng ta, có thịt ăn, có áo mặc, như vậy họ sẽ không tạo phản." Đồ Tác Tá nghe thế thì lắc đầu lớn tiếng nói: "Đại Khả Hãn, Đồ Tác Tá không tán thành quan điểm của người. Địa bàn đột quyết chúng ta là trên lưng ngựa, nhập vào quan ải phải đàn áp người Đại Hoa để họ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Người cũng thấy tên Triệu Khang Ninh đó, mọi người ở Đại Hoa ai nấy nô tính 10 phần, chỉ có đao và máu mới là cách thống trị tốt nhất." "Đánh rắm cần mẹ ngươi!" Hồ Bất Quy nghe thế thì nghiến răng. "Chính bởi vì có loại ý nghĩ của ngươi, do đó những nhân tài ở Đại Hoa mới liều mạng phản kháng chúng ta. Mãi cho tới hôm nay, chúng ta vẫn không đánh hạ được Hạ Lan Sơn." Ngọc Già miễn cưỡng nói, rồi không biện bác với hắn nữa, vuốt đầu Tiểu Khả Hãn nói: "Tát Nhĩ Mộc, để hỏi như vậy, tỷ tỷ thật cao hứng. Tương lai đệ nhất định sẽ là Khả Hãn anh minh nhất trên Thảo Nguyên." Nàng gật gật đầu với Tiểu Khả Hãn, rồi mỉm cười nhìn về phía lá cờ Nguyệt Thị. Tiểu Khả Hãn quả nhiên khôn ngoan, lập tức lớn tiếng nói: "Nguyệt Thị bộ tộc không có tới 1000 người, lại có thể thủ thắng ở Điêu Dương Đại Tái, thật sự là không tệ. Giá thưởng 50 đầu dê béo, nếu thắng nữa, bổn hán lại thưởng nữa, bộ lạc khác cũng theo lệ này mà làm." "Tạ ơn Đại Khả Hãn, tạ ơn Tiểu Khả Hãn." Hồ Bất Quy cảm kích rơi nước mắt, những người hồ xung quanh hưng phấn hò la. Lâm Văn Vinh bàng quang nhìn tất cả những việc này, mặc dù không hiểu tiếng đột quyết, nhưng nhìn sắc mặt hưng phấn và ánh mắt nồng cháy của người hồ xung quanh, cũng có thể đoán ra vài phần. Việc này cho dù là Tả Vương, Hữu Vương hay là Lộc Đông Tán, so ra ai cũng kém Nguyệt Nha Nhi. Làm người bề trên, quả nhiên không giống bình thường. Nói mấy câu xong, Ngọc Già liền quay đầu đi, tiếp tục đi tới, mỉm cười chào hỏi những người hồ xung quanh. Lâm Văn Vinh đứng trong đám người, Ngọc Già chậm rãi bước qua, rồi bỗng dừng lại, đứng ngay trước mặt hắn. Hắn lắp bắp kinh hãi, vội vàng lẩn vào trong đám người, cố làm sao không động đậy gì. Hai người trước sau còn cách 3-4 người nữa là đối mặt với nhau. Hắn thậm chí còn có thể thấy rõ đôi môi hồng thắm, hàng mi dài mượt của Nguyệt Nha Nhi. Khoảng cách không xa, chỉ còn khoảng 1 thước mà thôi. Biết rõ Nguyệt Nha Nhi không thể nhận ra mình, hắn vẫn không tự chủ được, cúi đầu xuống, nín thở, không dám có bất cứ cử động mạnh gì. Đại Khả Hãn nhẹ nhẹ gật đầu, ánh mắt đào qua nhìn mọi người, không hề ngừng lại ở ai. Nàng mỉm cười vẫy tay với dân chúng trước mặt mình, người đột quyết nhảy lên hoan hô, quỳ lại bái lễ, sùng kính gần như là điên cuồng. Đã rất gần, Lâm Văn Vinh thậm chí có thể cảm giác được tiếng trái tim của Nguyệt Nha Nhi đang đập, bình thản như hồ nước trong thảo nguyên, không gì khác lạ cả. Còn cách 1 thước mà như xa cả ngàn dặm. Cảm giác này khó có thể hình dung. Mãi đến khi bóng dáng Đại Khả Hãn dần dần biến mất trong đám người xa xa, hắn mới như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Cao Tú lắc lắc đầu, lấy làm khó hiểu hỏi: "Thật là kỳ quái, thật sự đã quên chúng ta rồi à? Tả môn quá." "Cái gì tả môn? Quên không tốt sao?" Lâm Văn Vinh cười nói. "Chẳng lẽ ngươi còn muốn cô ta mang binh tới bắt chúng ta?" Ngọc Già mang theo Tiểu Khả Hãn đi thẳng, gặp những bộ tộc nào cũng ghé lại một chút, trò chuyện với họ đôi câu. Điêu Dương đại hội tuy bị chậm trễ trong phút chốc, nhưng không khí lại càng thêm phần náo nhiệt. Đồ Tác Tá đi theo phía sau hai người, luôn luôn cảnh giới, quả là vô cùng có trách nhiệm. Mãi đến khi Ngọc Già dắt Tiểu Khả Hãn đi về lại đài cao, không khí huyên náo trên thảo nguyên mới trầm xuống một chút. Người đột quyết hưng phấn quay đầu ghé tai bàn luận, tiêu điểm chính là đại Tiểu Khả Hãn hòa ái thân thiện này. Dưới sự ủng hộ của dân chúng, Ngọc Già cơ hồ chẳng cần tốn sức lực cũng hoàn toàn hóa giải sự bức ép của Hữu Vương. Nhìn thấy dân chúng hưng phấn khi gặp được Khả Hãn, rõ ràng địa vị tỷ đệ Ngọc Già trong lòng người đột quyết đã tăng lên đáng kể. Sắc mặt của Đồ Tác Tá lúc này có chút khó coi. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng nảy ra một chủ ý, bước tới trung tâm của đại hội, nắm tay để trước ngực lớn tiếng hỏi: "Khải bẩm đại hãn, Điêu Dương đại hội bây giờ có thể tiếp tục cử hành rồi chứ?" Giọng nói của hắn như chuông ngân vang vọng khắp thảo nguyên. Những người đột quyết như nín thở chờ nghe Khả Hãn nói chuyện. Hồ Bất Quy cười hắc hắc thì thầm: "Hề, Hồ Tác Tá tiểu tử này bị Ngọc Già trời trội một cú, bây giờ thật thà rồi, cũng không dám ép nàng tham gia tuyển thần nữa." "Chưa chắc." Lâm Văn Vinh trầm giọng. Loại người như Đồ Tác Tá, khi nổi giận thì lại càng an toàn, còn nếu hắn trầm mặc thì sự nguy hiểm cũng đã cận kề. "Ta nghĩ Ngọc Già sẽ không mất cảnh giác đâu." Tấm màn hoàng kim lặng im trong chốc lát, không biết qua bao lâu, đến lúc tất cả mọi người gần như không nhịn được. Đột nhiên có tiếng trẻ con trong trẻo lại của Tiểu Khả Hãn vọng ra. Hữu Vương chờ một chút. Chờ cái gì? Không chỉ riêng Đồ Tác Tá khó hiểu mà mọi người đều nghi hoặc. Một lúc lâu sau, đột nhiên có vô số thiếu nữ đột quyết ăn mặc sặc sỡ. Các nàng hợp lực nâng một cuộn thảm màu đỏ đậm được chùm vải vàng, không ai biết bên dưới cất giấu cái gì. Các nàng chậm rãi tiến về phía trước. Trong lúc Lâm Văn Vinh còn chưa hiểu ra thì những thiếu nữ đột quyết đã ngừng lại. Một hồi kèn lệnh vang lên, giữa tấm vải vàng đột nhiên khẽ nhô lên, tiếp theo lại nghe một tiếng đùng, tiếng trống da dê chấn động như tiếng sấm mùa xuân đánh thẳng vào lòng của mỗi người. Ở giữa thảo nguyên, từ từ dựng lên một đài gỗ thật lớn, giữa đài cao có treo một thanh loan đao, tinh xảo quý giá, tỏa sáng rực rỡ chói lòa giữa ánh mặt trời. Là kim đao của Ngọc Già. Cao Tú lắp bắp kinh hãi. Lời còn chưa dứt đã thấy tấm vải vàng ở giữa từ từ được kéo ra, lập tức lộ ra một cánh tay ngọc giơ cao lên. Ngón tay ngọc ngà như búp mang lúc co lúc duỗi, không ngừng biến hóa. Giống như một con chim công ngửa mặt lên trời múa lượn, móng tay kim sắc lấp lánh trong nắng mai. Tiếng trống dồn dập, toàn bộ tấm vải vàng đã được mở ra, khắp nơi sáng rực, một nữ tử trồi dậy. Thân hình khêu gợi kia nhảy lên không trung, vẽ thành một chữ đại tuyệt vời, tựa như là một nàng hàng Nga đang bay vút lên trời cao. Thân thể mềm mại lắc lư uốn lượn, vũ động khắp không trung, lúc thì hóa thành khổng tước kiều hãnh, lúc thì hóa thành đóa mộc miên đang nở rộ, thể hiện tất cả vẻ kiều mị lẫn đa tình của một cô gái thảo nguyên. Vô số thiếu nữ đột quyết vây quanh nàng cũng nhảy múa theo, hòa cùng tiếng ca thánh thót, một bản tình ca ngọt ngào trong nháy mắt đã vang vọng khắp thảo nguyên. Tất cả mọi người nhìn tới ngẩn ngơ, cả người đột quyết lẫn người đại hoa, nước miếng lão cào nhỏ ròng ròng xuống đất. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Già nhảy múa lại trong một trường cảnh như thế này. Ông trời đúng thật là hay đùa. Lâm Văn Vinh không biết nói gì, chỉ đành lắc đầu. Trong tiếng trống như sấm, Nguyệt Nha Nhi đột nhiên khựng lại. Con người tình lệ của nàng chợt sáng rực, rút mạnh thanh kim đao treo trên giá gỗ, loan đao ánh vàng nhất thời giơ cao lên, trở thành một tiêu điểm của toàn trường. Người đột quyết như vừa trong mộng mới thức tỉnh, những tiếng hoàn hồ như sấm, họ vung mã đao lên, đỏ mặt vì hưng phấn. Đến cả đột quyết Hữu Vương vốn trầm mặc cũng sung sướng vùng tay hò hét, gầm lên không ngớt, bao nhiêu sầu não trước kia sớm đã biến mất. Đột quyết Khả Hãn muốn Điêu Dương tuyển tế rồi. Cả thảo nguyên thấy thanh kim đao được giơ cao lên đã chứng tỏ tất cả rồi. Lâm Văn Vinh thở dài thườn thượt, trong lòng vô cùng tán thưởng. Đây quả là một nữ nhi thông minh, trí tuệ uyên bác. Hôm nay nàng biểu diễn trước mặt người đột quyết, có thể nói là kết hợp hai thủ đoạn vô cùng nhuần nhuyễn. Trước mặt Hữu Vương cường ngạnh khinh nhường, nhưng mà trước mặt dân chúng thì vừa cao quý lại dịu dàng. Tin rằng người đột quyết gặp tình cảnh này, không ai có thể quên được nàng. Hữu Vương, Tả Vương lúc này hoàn toàn bị lấn lướt. Điều làm người ta bất ngờ là nàng đột ngột xuất kỳ binh, đến phút cuối cùng lại giơ cao kim đao Điêu Dương tuyển tế. Việc này chỉ sợ ngay cả Đồ Tác Tá cũng không thể ngờ tới. Hiển nhiên đột quyết Đại Khả Hãn hiểu được tình thế của mình rất rõ ràng. Một khi nàng không thể đắc tội với Đồ Tác Tá, một điệu múa, một nụ cười ngọt ngào của nàng không chỉ có danh dự rất lớn trước mặt tộc nhân, mà trong nháy mắt đã triệt tiêu toàn bộ oán hận của Hữu Vương. Kim đào đã xuất ra rồi, Ngọc Già muốn Điêu Dương tuyển tế rồi. Lão Hồ trầm mặc một lúc, vô cùng thận trọng liếc nhìn Lâm tướng quân vài lần thì thầm. Lão Gào lắc đầu thất vọng. Ngọc Già sao lại ngốc thế, hay là không địch là uy bức của Đồ Tác Tá nhỉ? Vậy thì dễ dàng quá, tiện nghi cho tên mặt trắng đột quyết. Lâm Văn Vinh vỗ vỗ vai lão Cao. Mặc dù ta không biết trong hồ lô của Ngọc Già bán thuốc gì, nhưng ta có thể khẳng định Đồ Tác Tá tuyệt không có khả năng dễ dàng đắc thủ. Nói về sự thông minh, hắn và Nguyệt Nha Nhi chênh lệch nhau 10 vạn 8 ngàn dặm. Cao Tổ nghiêm nghị. Kỳ thật ta trước giờ vẫn cảm thấy Nguyệt Nha Nhi và Lâm huynh đệ mới là một cặp hoàn hảo nhất. Không chỉ thân phận địa vị, thông minh tài trí, đến cả thủ đoạn thần thái nói chuyện. Nhìn kìa, người chừng mắt nhìn ta so với Ngọc Già chừng mắt nhìn ngươi y như là một đấy. Hoặc Lâm huynh đệ cân nhắc đề nghị của ta một chút, dùng mị lực của ngươi đem lại hòa bình thống nhất cho thảo nguyên đi. Mẹ kiếp, Nguyệt Nha Nhi nhìn ta rồi so với ta nhìn ngươi, sao lại có thể cùng một ánh mắt cho được chứ? Cha nội này bất kỳ thời khắc nào cũng đưa ra chủ ý bậy bạ. Lâm Văn Vinh cười nhạt lắc đầu không nói gì. Hồ Bất Quy đầy vẻ bùi ngùi. Thủ đoạn lão Cao mặc dù hơi ác một chút, nhưng tướng quân thứ cho mặt tướng nói thẳng. 2 ngày này ta chưa từng thấy ngài cười vui như vậy bao giờ. Phải không? Lâm Văn Vinh mở to hai mắt gật đầu. Vậy có thể là trước đó vài ngày ta cười quá nhiều, da mặt bị kéo giãn nhiều quá, mất 2 ngày mới khôi phục lại được. Lão Cao trộm phì một tiếng. Cho dù trường thành có bị đổ, da mặt của người cũng không thể bị giãn ra nổi. Đồ Tác Tá bên kia thấy Ngọc Già xuất ra kim đao, nói trắng ra là muốn tham gia tuyển thân, nhất thời mừng rỡ vô cùng, vội vàng nhảy xuống đất, lấy ngân đao trong ngực ra, giơ cao khỏi đỉnh đầu, đưa ra trước mặt Đại Khả Hãn. Đây là quy củ của người đột quyết, trình ngân đao cho thấy ý tứ của Hữu Vương sẽ tham gia Điêu Dương tuyển tế, chính là vì nhắm vào kim đao Đại Khả Hãn. Những thiếu nữ tuyển thân khác, cho dù có nhắm trúng Hữu Vương, cũng xin đi chỗ khác. Việc này biểu đạt sự chân thành của Đồ Tác Tá. Ngọc Già mỉm cười khẽ gật đầu, ra hiệu nhận Hữu Vương trở thành người theo đuổi mình. Như vậy cũng coi như là đã có thiếu nữ đột quyết cũng nhận ngân đao của Đồ Tác Tá. Địa vị của Hữu Vương tuy cao, nhưng trước mặt kim đao cũng thua kém lắm. Ngân đao đó được để trên bàn gỗ. Có Đồ Tác Tá tham gia, vài đại bộ lạc dũng cảm cũng ùa lên, biểu đạt sự sùng bái của họ đối với Đại Khả Hãn, quyết chí trở thành người theo đuổi nàng. Đại Khả Hãn nhất tiếp nhận tất cả. Hữu Vương đối với thực lực của mình thì tỏ vẻ rất tự tin, chỉ dừng dưng bàng quang mỉm cười không nói gì nhiều. Lão Cào mở to hai mắt, quả nhiên là yểu điệu thục nữ, quần tử hảo cầu, huống chi còn là nữ Khả Hãn mỹ lệ như thế. Lão Hồ, có muốn chúng ta đi biểu hiện tâm ý không? Không cần đâu. Hồ Bất Quy liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh. Đã đi thì phải tỏ vẻ ân cần. Ngoại trừ kim đào Đại Khả Hãn, các bộ lạc khác cũng không thể coi thường được. Tuy không theo đuổi Khả Hãn, nhưng họ cũng vẫn muốn đấu với chúng ta. Huống chi Đại Khả Hãn cũng không nhất định sẽ thích mấy dũng sĩ đại bộ lạc. Không chuẩn bị cho họ đoạt khôi lần này, chưa nói gì đến tiểu bộ lạc. Lâm Văn Vinh trầm giọng. Hồ đại ca, Cao đại ca, các huynh nhớ lời của ta. Mục tiêu là vào thành, không phải đoạt khôi. Bài vị càng cao, càng lắm người nhìn chúng ta. Từ đó khả năng có thể bại lộ càng lớn. Chúng ta chỉ cần đánh thắng 3 chàng, có tư cách vào thành là đủ rồi. Thêm một hồi cũng không đánh. Được. Hai người đồng thời đáp ứng. Trong khi nói chuyện, Đồ Tác Tá sớm đã lùi xuống đổi y phục, Người đột quyết che mặt Điêu Dương chính là vì đảm bảo công bình. Hữu Vương bào mặt lại, cho thấy không khác gì người thường, không ai biết hắn ẩn nấp ở đâu cả. Việc này cũng làm Lâm Văn Vinh lo lắng, mặt bị che kín, ai biết Đồ Tác Tá ở đâu, ai biết lúc nào thì gặp phải hắn. Chỉ có tới chiến trường Điêu Dương mới có thể phát hiện bóng dáng của hắn. Quả thật đến lúc nhận ra hắn, có lẽ đã chậm rồi, nhưng đây là cuộc thi hỗn chiến đấu loại, thua một hồi coi như công cốc. Trầm tư thật lâu, hắn đột nhiên cắn răng. Hồ đại ca, huynh đi rút thăm, chúng ta đánh tiếp một hồi, nhanh lên, nhanh lên. Lão Hồ cả kinh, tướng quân, vì sao không chờ cho Đồ Tác Tá ra mặt rồi mới đăng ký, như vậy có thể tránh công đụng hắn. Lâm Văn Vinh trịnh trọng lắc đầu, chỉ vào mấy ngàn dũng sĩ che mặt trên tràng. Hồ đại ca, ta có thể nói khẳng định tràng đấu này ai đấy đều có nghĩ giống như người. Tất cả mọi người đều đang đợi Đồ Tác Tá ra mặt để cố tránh xa hắn. Huynh nói, đến lúc đó thì sẽ như thế nào? Hồ Bất Quy ngẫm nghĩ một lát, nhất thời sực nhớ ra, tất cả mọi người muốn tránh không đụng Hữu Vương, đến lúc đó chẳng phải là hàng trăm bộ lạc đi trên một cây cầu độc mộc, không giết người chặt ngựa, máu chảy thành sông, tuyệt sẽ không thu hoạch được gì cả, như vậy ngược lại còn nguy hiểm hơn nhiều. Đồ Tác Tá cũng không phải là mãng phu, hắn từ năm 13 tuổi đã bắt đầu chiến đấu, trải qua vô số trận chiến đấu, đến khi đột quyết đại khả hãn tham gia Điêu Dương tuyển thân, mỗi người tinh thần đều phấn chấn, thà nghĩ hắn tuyệt sẽ không lỗ mãng ra trận, tối thiểu cũng phải quan sát một hồi. Do đó tiền phát chế nhân, ngược lại là chỗ phong hiểm nhỏ nhất. Hồ đại ca, huynh mau đi đi. Trong lúc mấu chốt, tuyệt không thể do dự chút nào, lão Hồ phi thân đi, một lát sau đã lấy số trở về. Lần này không phải là tổ vịt, mà là có cái dễ nghe hơn nhiều, tên là Y Lị Toa. Y Lị Toa, không phải là mân côi sao? Lâm Văn Vinh có chút buồn cười, đột nhiên nhớ tới những lời Nguyệt Nha Nhi đêm đó nói qua. Lúc này chính là thời điểm Y Lị Toa nở rộ, nàng thân là đại khả hãn, việc hái hàng vạn đóa mân côi để có được hạnh phúc hẳn là việc rất dễ dàng. Đứng ở vạch xuất phát, trùm kín mặt, trong lúc vô ý, hắn thấy một tên đột quyết bên người đại khả hãn ôm một bó Y Lị Toa thật lớn, màu đỏ tươi chói mắt, mỹ lệ vô cùng. Hắn sửng sốt thấy rõ người ôm hoa đứng nghiêng một bên với Ngọc Già, rồi không nhịn được phải phì cười. Người đó tuy đội mũ trùm, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, đó chính là đột quyết Hữu Vương Đồ Tác Tá. Ta mãi không tìm thấy hắn, thì ra là tiểu tử này chạy tới bên Ngọc Già, bây giờ thì yên tâm rồi. Điêu Dương đại hội tiếp tục bắt đầu, xin tiểu khả hãn chặt dây. Thành âm đột quyết tế ti chuyển đến. Tát Nhĩ Mộc đứng lên, đang muốn bước vào đài cao, Nguyệt Nha Nhi đẩy bó hoa của Hữu Vương ra, giữ chặt tay của Tát Nhĩ Mộc, ghé tai hắn nói nhỏ vài câu. Tiểu khả hãn vội vàng khẽ gật đầu dừng bước, tự tay lấy ra một cây loan cung kim sắc. Cây cung không lớn, nhưng cơ hồ cao bằng thân thể của hắn rồi. Y theo lời dặn dò của tỷ tỷ, kim tiễn nạp vào dây cung. Tát Nhĩ Mộc tuy tuổi nhỏ nhưng khí lực quả thật lớn, kéo mạnh dây cung một tiếng vèo, kim tiễn bay lên không, mang theo tiếng rít ghê rợn. Xoẹt, trúng vào giữa dây thừng trong không trung, thân dê đầy nước trong nháy mắt rơi xuống. Người hồ khắp nơi sững sờ một lúc ngắn, ngay sau đó là tiếng hoan hô thật lớn bùng lên không dứt như muốn rung chuyển cả trời xanh. Ngọc Già ơi Ngọc Già, ai thông minh hơn nàng chứ? Đến cả việc cảm thán cũng không kịp, khoái mã dưới thân hắn đã xông ra ngoài rồi. Tiếng gió rít lên bên tai, chỉ nghe tiếng người đột quyết kêu gào, Lâm Văn Vinh căn bản nghe không rõ họ nói cái gì. Đại khả hán giữ chặt tay Tát Nhĩ Mộc, ánh mắt không rời khỏi ba bộ lạc, ngón tay thanh mảnh của nàng không ngừng chỉ trỏ, vội vẻ giảng giải cho Tát Nhĩ Mộc. Tiểu khả hãn gật đầu không ngừng, hướng về phía những dũng sĩ vẫy vẫy tay ủng hộ. Có hai vị khả hãn tự mình đến nơi, lại thêm vẻ đẹp trí tuệ có 102 của Ngọc Già. Đại khả hãn xuất ra kim đao, nói trắng ra là muốn từ những dũng sĩ chiến thắng sẽ chọn lựa hãn vương mà nàng sẽ trung thân gửi gắm. Với sự ủng hộ và hấp dẫn lớn lao trước mặt như thế, đừng nói các dũng sĩ đang cướp dê, đến cả những người hồ bàng quan cũng sôi trào nhiệt huyết, lực chiến đấu trong nháy mắt được tăng thêm gấp bội. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp được, cho dù hy sinh tính mạng, họ cũng tuyệt không hối hận. Loại tâm tình này chẳng bấy chốc đã chuyển tới tràng đấu Điêu Dương. Từ hai phương hướng khác nhau, có hai bộ lạc cùng xuất phát với Nguyệt Thị. Phó ngựa dũng mãnh làm cuộn lên từng trận bụi mù. Những người hồ như một con cuồng phong vun vút qua thảo nguyên, bốc lên vô số cỏ khô lá rụng. Trông từ xa, hình như những móng ngựa của họ còn chưa từng chạm xuống mặt cỏ. Những dũng sĩ đột quyết không ngừng vung roi, trong mắt ánh lên hưng phấn lẫn hung tàn, phát huy kỹ thuật tới cực hạn, ra sức lao về phía con dê rơi trên mặt đất. Nếu nói trận trước thủ thắng dễ dàng, không hề có áp lực gì, thì đối thủ trận này còn hung hãn hơn, liều mạng hơn, tình thế nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vì Hữu Vương không tham dự, cơ hội trận này là cơ hội trời ban, tất cả mọi người đều muốn thắng. Dưới tình huống này, Lâm Văn Vinh sắp xếp để Lão Cao và Hồ Bất Quy ở đầu đội ngũ chính là muốn lợi dụng sự mạnh mẽ và tốc độ rất nhanh của họ. Hai người bọn họ lao thẳng vào đối thủ, luận về thể hình, tố chất, cá nhân và năng lực đơn đả độc đấu đều xa hơn những người đột quyết kia. Sự biến đổi đấu pháp này quả nhiên là thu hoạch nhiều hiệu quả, căn bản không cần nhiều lời. Cao Tú một ngựa dẫn đầu lao lên trước tiên, giống như một sát thần lọt vào địch trận, đến cả dê ở đâu hoặc dê ở trong tay ai cũng không thấy rõ, chỉ vung đại đao hướng về phía đầu đối thủ mà chém xuống. Dáng vẻ hung bạo đó giống như không phải là tới để cướp dê mà là cướp mạng của người ta. Hai bộ tộc người Hồ hiển nhiên chưa từng ngờ tới việc này. Bộ lạc Nguyệt Thị nhỏ yếu nhất thảo nguyên lại đến cả dê cũng không thèm, cứ lao lên liều mạng với họ. Nhưng dũng sĩ hai tộc lao ngựa đến trước tiên cơ hồ đều là lực lượng tinh nhuệ nhất bộ lạc, năng lực chiến đấu vốn rất cường hãn, chỉ là quá xui xẻo họ gặp phải tên thống lĩnh Đại Hoa che mặt. Người Hồ cường hãn đến đâu, nhưng nói về bổn sự đánh đấm cận thân thì có ai là đối thủ của Cao Tú chứ? Vài tên kỵ thủ vừa cầm được thân dê ướt mem vào tay, còn chưa kịp chớp mắt đã bị độ đao của Cao Tú liếm qua, lập tức đầu nở lên một đóa hoa đỏ rực. Loại coi đối thủ như kiều địch sinh tử như thế này, cứ gặp là chém, man dợ hung tàn không nói gì đến lý, trong nháy mắt đã làm thế trận của người Hồ đại loạn. Thừa lúc Lão Cao một tay chặn đường, đối thủ không kịp đề phòng, Hồ Bất Quy cười ha hả lao đến như gió, gập người xuống chụp được thân dê ẩm ướt rơi trên mặt đất, xoát một cái, gã đã lao về phía trước. Mở đầu như vậy, xem ra bộ tộc Nguyệt Thị yếu nhất thảo nguyên đã chiếm được tiên cơ, khiến cho những kẻ khác mở rộng tầm mắt. Hai bộ tộc người Hồ phục hồi tinh thần, họ bị chọc cho nổi cơn đơn, ngao ngao gầm thét, vòng qua Lão Cao không thể trêu vào kia, thúc ngựa đuổi theo Hồ Bất Quy. Kỹ thuật của người đột quyết quả nhiên là thiên hạ vô song. Lão Hồ vừa nắm lấy con dê, mắt thấy khoảng cách với người Hồ càng ngày càng gần, như muốn đuổi kịp đến nơi, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy con dê ném chéo ra ngoài. Thân dê như có mắt bay thẳng về phía một tên Nguyệt Thị tộc nhân đang đợi sẵn phía ngoài 3 trượng. Lực tay của Hồ Bất Quy quả là không nhẹ. Tên Nguyệt Thị tộc nhân vươn tay ra, vất vả lắm mới ôm được con dê ướt. Bẹp, nước từ con dê kia nhất thời văng tung tóe khắp mặt mũi. Còn mẹ nó, quả nhiên là mùi thịt tươi, mùi vị cũng rất khác biệt. Lâm Văn Vinh phì phì vài tiếng, ra sức nhổ ra mớ nước lọt vào miệng mình, giục ngựa chạy vội. Không còn dê để giữ nữa, người đột quyết lập tức buông tha, không đuổi theo Hồ Bất Quy mà chuyển toàn lực vây công Lâm Văn Vinh. Chỉ trong tích tắc, họ chia làm hai đội có kỹ thuật giỏi nhất, dùng những thất ngựa đột quyết tốt nhất lao lên. Gió ù ù bên tai, tiếng hò hét ở phía sau vang dội. Người ngựa tộc Hồ như hợp lại với nhau thành một thể. Mắt nhìn thấy khoảng cách ngày một gần hơn, những hơi thở của đại mã đột quyết hầm hập, tiếng hò hét và ánh mắt của người Hồ dần dần rõ ràng. Đưa ta! Hồ Bất Quy dùng tiếng đột quyết lớn tiếng hô, hắn đã đến gần Lâm Văn Vinh rồi. Hai tay vùng lên, khoảng cách giữa hai người được chừng 3 trượng. Hắc, thấy cứu tinh đến, Lâm Văn Vinh mừng rỡ gầm lên một tiếng, vùng con dê lên ném ra ngoài. Bẹp, con dê béo ngâm nước rơi tõm xuống cỏ, làm tung lên một đám bụi đất. Tướng sĩ Đại Hòa choáng váng. Lâm tướng quân quá yếu, thân dê chỉ bay ra ngoài hơn 1 trượng. Nếu chỉ là như thế thì cũng không sao, nhưng phương hướng lại hoàn toàn ngược lại, không trước không sau, lại rớt ở dưới chân đám người Hồ đang đuổi theo, thẳng tắp còn hơn dùng thước để kẻ nữa kìa. Nhưng những đối thủ người Hồ vẫn không giảm tốc độ, dường như không tin nổi vào mắt mình. Đám người đột quyết xung quanh đang chứng kiến cuộc chiến đấu, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là bổ nghiêng bổ ngửa ngoác miệng cười vang. Tiểu bộ lạc đúng là tiểu bộ lạc, lực tay như thế mà cũng dám tự xưng là dũng sĩ, cũng dám tới Điêu Dương, thật là làm mất thể diện người thảo nguyên. Trên đài, Ngọc Già và Tiểu Khả Án đang xem cuộc chiến, nhịn không được nhẹ nhẹ lắc đầu, buồn cười không thôi. Quả trời ban cho à? Nhìn con dê béo rơi xuống chân ngựa mình, tên đột quyết đang đuổi theo không dám tin việc này là thật. Cũng may họ đều là tinh anh dũng sĩ, được huấn luyện cực tốt. Sau một thoáng sững sờ đã phản ứng ngay, tốc độ ngựa không giảm, hơi cúi mình xuống là lấy được thân dê, rồi quật roi vào khoái mã phóng về phía trước. Mới được vài bước, liền thấy có gì đó không ổn. Vừa ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hết hồn hết vía. Tên Nguyệt Thị tộc nhân yếu đuối đó, cả dê cũng ném không nổi, chẳng biết khi nào đã xoay ngang cả thân ngựa. Ánh mắt hắn lạnh lùng, cũng chẳng thèm quan sát, đại đao trong tay vung lên như một đạo hàn quang mãnh liệt, nhằm thẳng ngay đầu vun vút bổ tới. Song phương vốn cách xa nhau mấy trượng, thì tên dũng sĩ người Hồ có thể lợi dụng kỹ thuật tinh thông, nhưng khoảng cách ngắn như vậy thì làm sao mà tránh được. Mắt thấy mũ đào sắp chém xuống người mình, tên đột quyết tinh nhuệ chỉ biết vội vàng giật đầu ngựa. Đại mã đột quyết ngẩng đầu hí lên, hai chân chồm cao, quay sang một bên, khó khăn lắm mới né được mũi đao, nhưng cũng chật vật vô cùng. 5-6 người Hồ dẫn đầu, khoảng cách rất gần nhau, chỉ một tích tắc này họ đột ngột giảm tốc độ, thế trận trong nháy mắt trở nên hoảng loạn. Chẳng biết khi nào, vốn Nguyệt thị tộc nhân như một đám cát rời, không ngờ đã giục ngựa vây quanh giống như một bầy sói đói, trong mắt lóe ra vẻ hung tàn vô cùng. Chém! Lâm Văn Vinh khẽ quát một tiếng, đại đao trong tay của lão Cao, lão Hồ đồng thời nhấp nhoáng hàn quang, tức thì hất tung hai tên rớt xuống ngựa. Nguyệt thị tộc nhân làm thành một vòng, không phải chém đầu người thì chém thân ngựa. Trận pháp vô cùng thuần thục. Họ hung ác như bầy sói, không có đao nào chật mục tiêu, máu me bắn ra tung tóe, trong nháy mắt đã loại bỏ vài tên tinh nhuệ nhất. Trước biến hóa sát bên mình, đám người Hồ phía sau như ở trong mộng bừng tỉnh cùng nhau lao lên. Nhưng lúc này thì mọi việc đã muộn rồi. Những tên dũng sĩ tinh nhuệ sớm đã bị hạ gục xuống ngựa, bị Nguyệt thị bộ lạc vung đao chém loạn, móng ngựa dẫm đạp, chẳng có mấy tên có thể thoát khỏi vòng vây. Về kế tiếp thì đơn giản, hai bộ tộc còn lại trước chiến thuật tàn bạo của đám Nguyệt thị không cướp dê mà chuyên chém người như một bầy sói, hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Dưới tình cảnh thương vong quá nửa, chỉ biết trơ mắt nhìn lão Cao một ngựa dẫn đầu, dơ cao thân dê chạy tới đích. Họ thủy chung vẫn không thể phá được sự phong tỏa của bầy sói trước mặt. Tình thế nghịch chuyển, Nguyệt thị thắng. Với một bộ lạc nhỏ bé yếu đuối bậc nhất, có thể chiến thắng hai cuộc giữa đám quần hùng ở Điêu Dương đại hội này, quả là một thắng lợi vinh quang. Chiến thuật của họ để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Tuy đối với những bộ lạc lớn thì không ảnh hưởng gì, nhưng đối với những bộ lạc nhỏ trước giờ bị chèn ép thì đây đúng là một con đường sáng để đi. Người thắng làm vua, người đột quyết sùng bái vũ lực sớm quên đi vẻ khinh thường lúc trước, cùng nhau ùa lên nhiệt liệt hoan hô tiểu bộ lạc này. Trên mặt đại khả hãn đột quyết tràn đầy niềm vui chiêm ngưỡng chiến địa, đang nói gì đó với Tát Nhĩ Mộc, thỉnh thoảng chỉ trò về bên này vài cái, hình như đang giảng giải cho tiểu khả hãn về chiến thuật của Nguyệt thị. Một thiếu nữ đột quyết mỹ lệ, tay cầm một vòng hoa được kết rất tinh tế, mặt đỏ ửng ngượng ngùng, do dự đôi chút, rốt cục đem hết dũng khí chạy sang bên này. Lần này chắc là tới để tặng hoa cho ta rồi, rốt cục cũng có người hâm mộ ta. Lão Cao đưa thân dê lên quá đỉnh đầu, dương dương đắc ý ưỡn ngực ra. Thiếu nữ đột quyết đó chạy vòng qua, hết nhìn đông tới nhìn tây, bồi hồi trong chốc lát, đột nhiên lao như điên về một phía, mặt đỏ như hơ lửa, đeo vòng hoa mỹ lệ vào cổ Lâm Văn Vinh đang ngẩn người ra. Đây là chuyện gì thế? Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, cô thiếu nữ đột quyết đó lại lấy hết dũng khí, vội vã hồn phớt lên mặt hắn, cất lên một tràng tiếng đột quyết trong trẻo, ngượng ngùng liếc nhìn hắn rồi xoay người chạy mất. Lại một dũng sĩ được chọn rồi. Những người Hồ xung quanh gào lên những tiếng hú và hoan hô động trời, tiếng vỗ tay, tiếng cười tràn ngập cả thảo nguyên. Không thể nào, ta đã che giấu vẻ anh tuấn dưới lớp mặt nạ rồi mà. Hơn nữa rất cố gắng ẩn đi mị lực của mình, như vậy mà cũng bị người ta thấy được sao? Thân là một nam nhân xuất sắc, quả thật là phiền toái. Hắn cười hắc hắc, tỏ vẻ bất lực lắc đầu. Cao Tú trừng mắt chu miệng. Cái kẻ không biết xấu hổ đó mà cũng có thể bị người ta nhìn trúng sao? Mị lực của Lâm huynh đệ thật là chẳng phân biệt quốc gia. Vòng hoa này không tệ, rất nhiều hoa nữa. Vỗ vỗ vòng hoa thiếu nữ vừa tặng, Lâm Văn Vinh cười ha hả. Hồ đại ca, nhà đầu đó vừa rồi nói cái gì thế? Quá ổn đi, ta nghe không rõ. Không ổn, người cũng nghe không rõ. Hồ Bất Quy cười nói. Không nên phiên dịch, biểu đạt không hay lắm đâu. Trong lòng Lâm Văn Vinh vui như mở hội, nghiêm trang nói. Biểu đạt không hay sao? Ta hiểu được mà. Đơn giản chỉ là thiếu nữ thổ lộ, đại loại cái gì cao lớn anh tuấn, dũng mãnh vô địch, ta yêu người lắm. Có cái gì mà khó nói chứ? Ta nghe những lời này quen rồi. Chỉ là biểu lộ bằng tiếng đột quyết thì ta chưa từng nghe qua. Hồ đại ca, huynh mau phiên dịch đi. Chà, không nghĩ huynh lại cho ta hèn mọn như vậy. Kỳ thật ta chủ yếu là muốn đề cao trình độ tiếng đột quyết của ta thôi. Cần thông dịch thật chứ? Lão Hồ ngập ngừng một lúc lâu, rốt cục nhịn không được. Cầu tiếng đột quyết này kỳ thật cũng dễ hiểu thôi. Nàng nói là ngươi là một dũng sĩ yếu đuối như vậy, trên thảo nguyên trước giờ chưa hề gặp qua. Ngươi rất đặc biệt, do đó ta rất thích ngươi. Lão Cao đang uống nước, lập tức phun sạch ra ngoài. Thì ra thiếu nữ đột quyết không phải là ai cũng yêu anh hùng, thì ra cũng có người thích cẩu hùng đấy chứ. Cái gì nhỏ yếu, ta nhỏ chỗ nào? Lâm Văn Vinh nhảy dựng lên gào lên như sấm. Hồ đại ca, người nói cho nàng biết, ta rất hùng vĩ đó. Không có chỗ nào là không hùng, không có chỗ nào là không vĩ. Có dịp, con bà nó, gọi nàng đến tự mình xem đi, dọa chết nàng ấy chứ. Mọi người cười ha hả. Thắng hai trận liên tiếp, không khí dễ chịu hơn nhiều. Tiếng kèn lệnh ngắn vang lên, thảo nguyên nhất thời bùng lên tiếng vỗ tay và hoan hô như thủy triều. Ngẩng đầu nhìn lại, hơn 10 thớt đại mã đột quyết thần tuấn đang chạy như bay, khiến bầm tung lên trong gió thảo nguyên. Những kỵ sĩ này có thân hình tráng kiện, vóc người khôi ngô, cưỡi ngựa lững thững đi tới. Những thành đào lấp lánh như tuyết xẹt qua trời xanh, chỉnh tề như một, giống như tia chớp lóe qua. Đồ Tác Tá ra thi đấu rồi, Hồ Bất Quy thì thầm. Tuy không thấy rõ mặt Đồ Tác Tá, nhưng đột quyết Hữu Vương bao nhiêu năm nam chinh bắc chiến, khí thế sao như bình thường được. Đội hình dũng mãnh của hắn vừa bước lên thì ai nấy đều nhận ra ngay lập tức. Bốn phía nhất thời vang dậy tiếng vỗ tay như sấm, tiếng cổ vũ đổ tới như thủy triều lên. Các bạn khán giả thân mến, tập 172 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 173.